khác qua không? Phải khác không? Hai chín hai bên trái nha. Rồi chào cả nhà ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của ông anh Bảy mình nha các bạn. Thì hôm nay mình lên đây mình đi hái trăm cả nhà. Đó. Đây có một cây tăm rất là cao luôn, kế bên có cây me nè. Đây có một cái nhà lá. Đó. Anh Bảy làm để mà chứa củi. Anh quay cho bạn xem. Đó. Và đây cây tăm đang chín múp luôn nè, trái nhiều lắm. Đó. Hai cây này thì cây lâu năm luôn. Như cũng mấy chục năm đó, cây me lớn nè. Cây này là cây tăm kế bên nè. Trái rụng quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn xem nhìn dưới đất này ha, tăm nó rụng. Ôi trái nó bị trắng, sáng sớm quá trời rụng luôn. Hôm nay có một cái xích đu em phải làm. À, mình dắt trưa ra đây ngồi đưa. Quá trời trái à. Đó, trái chính. Đây, hiện tại anh Bảy đang lấy mấy cái lưới để mình căng khi chuẩn bị mình đi chọc trăm cả nhà. Đó. Trăm này thì nó cao lắm nên mình hái không có được, mình sẽ chọc. Dùng miếng lưới vậy nha, mỗi người một góc các bạn, thì mình sẽ hứng đó. Khi mà tâm gất xuống đó. Thì chọc về thì mình cần có bốn người các bạn, thì cột hai góc, còn hai góc thì mình sẽ vịn đó, xong mình sẽ chọc tâm nó gất xuống đó. Đây là bé Khang nha, nó chọc trầm cái nó phái nãy giờ lên nó chờ sẵn nè, có trầm ăn. Ở đây có cây kìa. Mình phải chuẩn bị có một cái cây sẵn. Cây rất dài nha. Hai người đứng. Cùng xuống. Thì các bạn. Thì đứng gần có khi nào lỗ đầu không? Đó, đó. Đó, tâm rớt nè. Ham. Trời, rớt ngoài thôi. Anh Bảy ơi, mình về đó ơi, về đây đi. Ngay đây nè, em nắm góc cho không sao đâu. Không, có nhiêu hả? Còn cái kia, giờ giờ đi, từ từ, giờ giờ. Về đi nắm góc. Về đã luôn đi nha, chẳng là giờ lắm. Đó. Xích luôn. Chút nữa, tới nữa đi. Đây, rồi. Được rồi. Rồi, được rồi đó. Chưa nhanh Bảy. Chưa, Pha. Rồi, đây, lấy xích vô cơm. Đó, về thì nó sẽ ngay hơn. Đó, gắt ngay đó. Quá trời luôn, quá trời luôn. Tâm tái bự không ha? Tâm này chắc là tâm thịt nè. Ôi lỗ đầu. Khỏi đi. Trời ơi quá trời tâm. Đây chọc chọc một nhánh thôi là đủ ăn rồi đó. Cái này là mùi dữ lắm nè mấy ơi. Quá mùi rồi, ngon dữ lắm.
Đó, đây là nhánh tiếp theo nha. Rồi. Mới rất là ngọt. Đây. Anh Bảy sẽ tiếp tục chọc nhánh thứ hai. Tại mình tranh thủ mà nãy các bạn cậy không nó chín nó rụng hết trơn à. Nó quá trời gớt luôn. Đó. Nó mùi dữ lắm rồi luôn á. Nó rớt trong cái hàng rào nhiều hơn. Thấy mùi nè các bạn. Gỡ cái gì? Gỡ qua đây nè. Không sao được. Một đầu này bành, một đầu đó được. Ủa con dây ra. Nhánh này nè. Chín phát chơi nè. Chút kìa nào mà nó được chưa? Gác cho lên. Trời ơi. Lấy ấy bớt đi rồi thập cái nữa. Thôi được rồi anh bé, như đi đủ ăn rồi. Đủ rồi. Quá trời luôn rồi. Gồm giống gồm lúa. Từ từ từ. Tấm ngọt nội ơi. Tấm lên. Người về tự ăn rồi lựa hả, chứ không có, đừng có rửa nghe cưng. Đây, chọc mấy cái được mới tâm quá trời trái luôn. Tâm mùi lắm. Này. Sát vô này. Cái này nó nằm ở trên không, nó không chịu xuống nữa. Đổ là tự nó xuống hả, đổ là tự nó lăn đèo nó xuống. Cái này chấm muối ớt à. Ừ, chấm muối ớt à. Ở mà chợ thấy bán quá trời. Đi dạo bán các bạn. Quá rồi nè, bữa hổm ngon lắm, bữa hổm là trái vậy không nè. Ai chín quá chín rồi nó bị hư. Trái này đẹp nè. Mập. Không phải nữa, con biết gì không, chim nó lại nó ăn. Đang lùi. Mấy cái này chứ ăn ngon cực kỳ nè. Ngon quá. Ngon. Ngon tiếp nè. Đây đây, đang gặp nè. Đó. Chấm ớt em đã. Đây cả nhà, đây là mớ tâm mới vừa chọc xong nè. Chín ăn rất là ngọt luôn á. Bây giờ chị Bảy đang thu gọn cái lưới lại. Nó trên ngọn nó còn chín dữ lắm luôn á. Hồi nãy mình chọc đủ ăn các bạn. Thì vài bữa nó cũng rụng hết rồi. Bên kế bên có cây mè. Cái tầm có mấy một ổ ong dễ với một cái ổ ong bận nên không có leo lên được. Chào cả nhà ha. Thì sau hồi mà chọc trăm á, ăn một mớ các bạn. Đó thì mình đem vô nhà. Còn là một số là mình rửa sạch. Mình chuẩn bị mình làm một chén ớt các bạn. Đó, kế bên có cây ớt luôn nè. Đó, giờ mình sẽ đâm với ớt. Đó, mình ăn với trăm này. Thì trăm này nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt. Đó, mình ăn với ớt kết hợp với cái vị mặn và vị cay của ớt thì rất là ngon. Nó ăn không thì rất là ngán nha. Nó ăn với ớt thì rất là ngon đó ha. Rồi mà cả nhà cùng ăn với mình nha.